Hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn một sản phẩm có tên là ProTiram 80-3. Thì đây là một loại thuốc đặc trị các bệnh do nấm gây ra trên cây trồng. Thì ở bên trái màn hình của các bạn đó là mẫu mã của gói ProTiram 80-3. Gói này thì có quy cách đó là 100 g. Về thành phần hóa chất chính của sản phẩm thì các bạn thấy đây. Hóa chất chính đó là hóa chất thiram. Hóa chất này là một trong hóa chất có khả năng lưu dẫn hai chiều các bạn ha. Ngoài ra còn có thêm tác dụng đó là tiếp xúc và thấm sâu. Vì vậy, chúng ta có thể dùng hóa chất này hoặc là sản phẩm prothiram để trong việc phòng và trị các bệnh do nấm gây ra. Và cái hóa chất thiram này nó sẽ mạnh trong việc diệt các loại nấm, ví dụ như là nấm Fusarium, ví dụ là nấm Pythium. Thì nấm Fusarium nó gây ra các cái triệu chứng bệnh như bệnh thối rễ đó các bạn. Vàng lá thối rễ là do nấm Fusarium ha. Trong cây phong lan bị thối rễ cũng là do Fusarium. Cái nấm Pythium á, đây các bạn, cái nấm Pythium thì thường thường nó gây ra một số bệnh như là đốm lá, chạy dây. Thì cái hóa chất thiram này nó sẽ trị được những cái loại nấm như vậy. Thì cụ thể hơn đó là mình sẽ đưa ra đích danh các loại bệnh mà cái sản phẩm thiram này có thể đặc trị được. Thứ nhất là bệnh móc xương trên cà chua hay gọi là cháy lá muộn. Bệnh thứ hai là bệnh tháng thư như xoài do nấm Colletto cicum gây ra. Thứ ba đó là bệnh nứt thân chảy nhựa hay gọi là bệnh chạy dây. Nếu mà bệnh nứt thân chảy nhựa này nó xảy ra trên các cây thân gỗ, ví dụ như cây mít, ví dụ như cây sầu riêng, thì các bạn có thể là phối thêm cái thuốc có tên là Arifos 458 vào để chúng ta quét luôn, chúng ta cạo sạch hết cái nhựa, cái mủ ra, và chúng ta tiến hành dùng Arifos 458 chúng ta quét vào cái vết chúng ta vừa cạo sao cho nó bao phủ hết cái vết bệnh rồi ha. Tiếp theo là chúng ta dùng cái thuốc Thiram này nè để chúng ta phun phủ lên cây, phun luôn hết thân cành lá gốc rễ luôn. Đối với bệnh khô vằn hại lúa thì các bạn có thể phối cái anh Thiram này với các thuốc hóa chất difenoconazole, ví dụ như sản phẩm Score để các bạn trị bệnh khô vằn. Còn đối với các bệnh thối rễ, vàng lá, vân vân, đặc biệt là trên nhóm cây có múi, ví dụ như là cam, quýt, bưởi, chanh, tắc, vân vân, thì các bạn phối cái sản phẩm Thiram này với bộ ba hóa chất đó là Chisiclazone, Difenoconazole và Hexaconazole cộng với thêm hóa chất Thiram nữa, chúng ta phun từ 2 đến 3 lần. Thì các bạn có thể là diệt được hầu hết các loại nấm đang tồn dư ở trong gốc cây, rễ cây mà gây lên bệnh thối rễ. Đồng thời chúng ta tìm mọi cách để chúng ta hạ cái mực nước trong vườn chúng ta xuống bằng cách là chúng ta thực hiện đào kinh mương để cho nước nó thoát ra, làm cho bộ rễ nó thông thoáng, nó không bị úng nước. Thì đó là một trong những điều kiện tiên quyết chúng ta phải làm được trong cái việc mà phòng trừ cái bệnh vàng lá thối rễ trên nhóm cây có múi. Thì ở từng trường hợp cụ thể, nếu các bạn gặp khó khăn thì bạn có thể liên hệ về hotline thì mình sẽ tư vấn cụ thể cho các bạn. Và cái liều lượng pha thuốc thì chúng ta pha gói Prothiram này các bạn ha, 100 g chúng ta pha với 100 lít nước, thì cứ 1 g cho 1 lít nước là cái liều các bạn có thể là dễ nhớ nhất. Đối với những bệnh mà nó khó trị thì chúng ta có thể phun từ 2 đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 ngày các bạn ha. Thì video mình chia sẻ về sản phẩm Prothiram 80 WB đây là hết, thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.